Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đến với website học dự toán.net để đến với học tiếp theo của khóa học dự toán miễn phí với Lương Chuyên Lơ. Bây giờ đang là thời điểm gần 3 giờ đêm rồi nhưng mà tôi vô cùng hào hứng để giới thiệu với anh em một cái bài học rất là ngay ngày hôm nay. Đó là tôi sẽ hướng dẫn anh em quy trình tính chi phí xây dựng theo đơn giá địa phương bằng cách là tính thủ công nhá. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể và anh em hướng dẫn anh em tính cái chi phí xây dựng theo đơn giá địa phương này bằng phương pháp thủ công, tức là chúng ta tính tay theo hướng dẫn của thông tư, theo hướng dẫn của nghị định, theo hướng dẫn của luật là chúng ta tính như nào để vì sao mà anh em vào phần mềm không còn phải bỡ ngỡ. Và cái lợi ích thứ hai là anh em biết cách tính thủ công rồi thì anh em kiểm tra bằng phần mềm xem nó có đúng không. Đấy, hoặc kiểm tra người khác họ xem là họ có đúng không thì nó rất là thuận lợi. Đấy, chứ không phải là chúng ta nhao ngay vào phần mềm nhá. Ok, nếu anh em nào chưa nhận được các cái quà tặng của tôi thì hãy quét vào đăng ký website học dự toán.net. Không biết còn anh em nào đến thức đến cái giờ này không? Đấy, nếu mà anh em nào đang còn thức thì hãy mở vở ra, lấy bút ra, ghi chép thật chi tiết. Tôi nhắc lại thật chi tiết những cái bài học hôm trước, đó là nền tảng cho anh em để anh em hiểu hơn về về dự toán, về các cái văn bản pháp lý ở trong dự toán là gì. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em một cái quy trình tính chi phí xây dựng theo đơn giá địa phương như nào. Đấy, cái này anh em hay làm nhưng mà toàn thấy là lao ngay vào phần mềm, toàn thấy là đi vào luôn bóc tách khối lượng nhưng mà chả biết cần biết cái quy trình các bước như nào cả, chỉ cần biết là phần mềm nó chạy như nào. Anh ơi, anh hướng dẫn em cách chạy phần mềm đi. Đấy, bạn phải hiểu cái bản chất này đã, phải hiểu quy trình tổng quan này đã, sau đó là bạn làm phần mềm thì nó mới dễ dàng được. Ok rồi, tôi sẽ hướng dẫn anh em lấy bút ghi chép nhá. Thì tôi hướng dẫn cho anh em nó là 10 bước để chúng ta thiết lập một cái quy trình tính chi phí xây dựng theo đơn giá địa phương. Cái bước thứ nhất là chúng ta thu thập thông tin công trình. Mọi người lấy bút ghi vào nhá, đừng có nghe thì không có gì đâu, ghi thì còn. Đấy, tôi đã bảo rồi, ghi thì còn. Mỗi lần mà bạn ghi thì tự nhiên là cái lão bộ của bạn ấy nó sẽ được hoạt động và nó sẽ nhanh nhẹn hơn, thông minh hơn và nó ghi nhớ sâu thông tin hơn. Và cái cố gắng là ghi mà bút ấy, thì tôi thường mua cái bút mà nó có 5 màu ấy. Mọi người mua một cái bút mà nó có 5 cái ngoài có màu khác nhau. Đấy, trong đó có xanh, đỏ, tím, vàng, cả màu đen nữa. Đấy, thì chúng ta thay đổi màu đi thì giúp cho cái lão bộ của chúng ta cũng ghi nhớ thông tin tốt hơn, chứ không phải là ghi mỗi màu xanh. Những cái đề mục lớn thì chúng ta ghi một cái màu khác, những cái mà chi tiết thì chúng ta ghi một màu khác. Đấy, để ghi mà hoặc là những cái từ khóa là quan trọng thì chúng ta khoanh bằng một cái màu khác để chúng ta dễ nhớ hơn. Và khi mà tự nhiên mà nhìn thấy cái màu sắc nó như vậy. Đấy, và cố gắng là nếu anh em nào có trình độ ấy, thì thể hiện nó bằng sơ đồ tư duy nữa thì càng tốt. Thế như vậy bạn học nó nhanh hơn rất là nhiều và hào hứng hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta nhìn toàn chữ không. Ok rồi, bước 1 thu thập thông tin công trình, bước 2 lập chi tiết các hạng mục lớn, đầu mục công việc nhỏ theo trình tự thi công, bước 3 diễn giải khối lượng cho từng đầu mục công việc, bước 4 tiến hành tra mã định mức đơn giá cho từng đầu công việc. Anh em cứ ghi chép lại, chưa cần hiểu gì tí nữa tôi giải thích chi tiết từng bước này, anh em ghi lại đã. Bước 5 lập bảng dự toán chi phí xây dựng cho công trình, bước 6 lập bảng phân tích hao phí, bước 7 kiểm tra hiệu chỉnh phân tích hao phí cho phù hợp với từng đầu mục công việc, bước 8 lập bảng tổng hợp vật liệu nhân công máy thi công, bước 9 tiến hành hiệu chỉnh bù trừ chênh lệch giá vật liệu nhân công máy thi công về thời điểm lập dự toán, bước 10 lập bảng tổng hợp chi phí xây dựng. Đấy, anh em ghi chưa? Thì đây là quy trình tổng quan 10 bước. Bây giờ chúng ta đi vào từng bước một nhá. Thì để cho anh em hào hứng hơn, không phải nói mối lý thuyết không, thì tôi sẽ hướng dẫn anh em tính chi phí xây dựng theo đơn giá địa phương cho cái đài móng này. Đấy, thì đây tôi lấy ra một cái tôi không làm hẳn một cả một công trình. Đấy, nếu mà anh em nào muốn là hướng dẫn cả một công trình từ A đến Z, cả công trình dân dụng, cả công trình công nghiệp thì anh em vào web học chuyên sâu dự toán gia tốc. Còn đây tôi không đỡ mất thời gian cho anh em, thì tôi sẽ lấy một cái móng thôi. Đấy, tôi sẽ lấy một cái đài móng và tôi hướng dẫn anh em tính chi phí xây dựng cho cái đài móng này. Đây là mặt bằng nhá. Anh em có thể chụp ảnh lại, chụp ảnh màn hình lại. Ghi lại thì chúng ta phục vụ cho nó dễ hơn cho cái mặt cắt trong quá trình chúng ta làm, chụp ảnh màn hình lại. Ok rồi, thì đây là cái bảng thống kê, họ thống kê sẵn cho chúng ta khối lượng thép rồi, thấy chưa? Thì đầu tiên bước số 1 là chúng ta đi thu thập thông tin công trình. Ví dụ bạn làm một cái công trình nào đó thì bạn phải có gì ạ? Cái thu thập thông tin công trình thứ nhất là gì? Chúng ta phải xem là tên công trình đó là tên công trình gì. Giả sử bây giờ cái móng này đấy, nó thuộc trong cái công trình là nhà ở và văn phòng cho thuê, địa điểm xây dựng nó ở đâu? Ở thành phố Hà Nội. Để vì sao chúng ta tra các văn bản pháp lý đúng không ạ? Các hệ số thì chúng ta phải biết các cái thông tin này. Đấy, và công trình này nó thuộc gọi công trình gì? Công trình xây dựng dân dụng. Bây giờ để hướng dẫn cho anh em chi tiết thì đây là một cái phần đài móng thôi, thì nó chỉ có mấy cái thông tin này thôi. Còn để hướng dẫn cho anh em chi tiết cái cách làm ở cái bước 1 số này với một cái công trình cụ thể như nào, thì bây giờ mọi người xem kỹ lại cái bí mật số 1 trang 9 trong cuốn sách này. Tức là tôi cũng có hẳn một cái chương để hướng dẫn chi tiết ở cái bước 1 này, để làm sao để, hay gọi là làm thế nào để chúng ta thu thập được thông tin công trình nhanh và chính xác, hay tôi gọi là làm nào để đọc được bản vẽ nhanh chóng và chính xác. Tại vì khi mà mọi người nhận một công trình để chúng ta làm dự toán thì chúng ta bao giờ cho tiếp xúc đến cái phần gì ạ? Phần bản vẽ đầu tiên. Bây giờ sử dụng một cái bản vẽ nó rất là dày cộp, nó rơi vào khoảng 200 đến 300 trang. Thì tôi thấy rất là nhiều ông là có cách đọc bản vẽ là ông ấy lật dở từng trang một,
Đấy, cứ lật 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 đấy, lật 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 nhưng mà ông có nhớ đâu, ông cứ lướt qua ông xem vậy thôi, lật lật ông đi tìm mất thông tin thôi đấy, nhưng mà ông cứ lật lật đấy. Vì sao ông làm dự đoán ông lại quay lại lật lật, hoặc lúc nào ông lại quên ông quay lại lật lật. Nếu như vậy cái thời gian mà ông lật dở ấy, nó quá mất nhiều thời gian đúng không ạ, nó quá mất nhiều thời gian, mà trong khi tôi nói là đang có 200-300 trang đấy, mọi người lật cái thời gian lật dở đấy không biết là bao nhiêu lần mà chưa tìm, chưa chắc đã tìm được chính xác đúng không ạ. Có ông thông minh hơn thì là gì, ông quẩn rèn rẽ rất là dày cộp các bạn. Đấy, sau đó là lấy tờ giấy màu đỏ màu xanh, sau đó ghi chú các cái đề mục lớn, ví dụ như kiến trúc móng, sau ngồi thân hoàn thiện, ông ấy ghi rất là dán rất là chi tiết ở cái phần bìa ngoài ấy. Ông ấy mở thì cách đấy thì nó nhanh hơn một chút so với cách một cứ lần giờ, nhưng mà vẫn mất thời gian, chưa hiệu quả. Ngày xưa tôi đi làm thì tôi thấy các anh ở những cái thế hệ đi trước họ làm như vậy, mà tôi cũng thấy bảo là làm này mất thời gian quá, thì tôi mới đặt ra câu hỏi là làm nào nhỉ, làm nào để chúng tôi có thể đọc bản vẽ nhanh hơn, chính xác hơn. Thì đây là một cái câu hỏi nó giúp cho lão bạn tập thể dục. Đấy, tôi như tôi vẫn nói rồi, chúng ta tập thể dục cho cơ bắp bằng cách là chạy bộ, bằng cách là tập gym, nhưng mà rất ít người chịu khó tập thể dục cho lão. Đấy, bạn phải bắt lão nó tập thể dục. Đấy, lão tập thể dục bằng cách nào? Đấy, bằng cách đó là chúng ta đưa liên tục đưa ra những câu hỏi. Đấy, câu hỏi thứ nhất là tại sao, câu hỏi thứ hai là làm nào. Đấy, tại sao người ta lại làm cách làm như này nhỉ? Đấy, và cách làm này đã phải là tốt nhất chưa? Đấy, và làm thế nào để có thể làm tốt hơn, làm thế nào có thể làm tốt hơn nhỉ, làm nào tôi có thể làm được tốt hơn không, làm nào để có thể tốt hơn. Thì anh em chưa, hãy liên tục đặt câu hỏi là tại sao, làm thế nào đối với mọi sự vật sự việc mà anh em gặp phải trong quá trình đó. Ví dụ như bạn thấy một cái người mà họ đang thi công một cái phương pháp hay quá, họ bảo, anh em sẽ hỏi là tại sao họ làm được như này nhỉ, đấy, họ cần làm này thì họ cần những cái bước gì nhỉ. Đấy, đúng không ạ? Đấy, sau đó là anh em hỏi là làm nào để chúng ta có thể làm tốt hơn nhỉ, đấy, tiết kiệm thời gian hơn, tiết kiệm tiền bạc hơn, tiết kiệm nhân lực hơn. Đấy, thì chúng ta liên tục đặt ra những câu hỏi để cho lão nó hoạt động. Ok, chưa cần biết là tìm ra giải pháp nào, nhưng mà bạn phải đặt ra những câu hỏi đấy để cho lão của mình nó hoạt động đã. Đấy, thì đấy là cái mà tôi muốn nói anh em, là ngoài cái việc mà tập cơ bắp nó to chân tay ra rồi đấy, nhưng mà thực trạng hiện nay thì rất nhiều người gọi tôi gọi là lão teo ấy. Đấy, rất là bị thụ động, tức là thụ động tiếp nhận thông tin. Đấy, người ta đưa cho cái gì thì tiếp nhận cái đấy, người ta đưa cho gì thì làm cái đấy. Đấy, nhưng mà không bao giờ chịu cho lão hoạt động. Khi mà mọi người đặt những câu hỏi đấy thì tự nhiên cái lão của mình nó tập thể dục, nó hoạt động, và tự nhiên mọi người có cái sáng tạo cao hơn, đấy, cái trí nhớ nó tốt hơn, và cái làm việc nó thông minh hơn rất là nhiều so với người mà họ làm được thụ động vậy. Nhớ nhá, chỉ cần người ta đã chứng minh rằng chỉ cần bạn tận dụng 5% cái sức mạnh của lão bộ thôi thì bạn sẽ đi nhanh hơn, đi hơi xa hơn nhiều người ở ngoài kia rất là nhiều rồi. Đấy, cố gắng là cho lão tập thể dục trong mọi tình huống. Ok rồi, thì bây giờ tôi sẽ mở cái bí mật số 1 của trang 9, là tôi hướng dẫn cho anh em luôn. Đối với một công trình to như vậy thì làm sao để chúng ta đọc bản vẽ nhanh chóng và chính xác được, thì tôi hướng dẫn cho anh em. Đấy, tôi đã dành thời gian viết hẳn một cái phần chương này, chương bí mật là cách đọc bản vẽ nhanh chính xác rồi. Thì cứ ông nào mà sở hữu cái cuốn sách này rồi, bạn có thể vào website lưu truyền được chúng em, thì tôi đảm bảo các bạn bạn sẽ làm việc hoàn toàn khác biệt so với những người trong cùng phòng. Tôi nhắc lại này, nếu mà anh em làm giống như những người ngoài kia họ đang làm, 80% những người ngoài kia họ đang làm giống như nhau, thì kết quả anh em sẽ cũng đạt được như họ thôi. Đấy, mà muốn làm khác đi thì bạn phải thuộc top 20%, 20% làm khác biệt so với những cái đám đông còn lại, thì tự nhiên là bạn sẽ đi nhanh hơn và đi xa hơn những người còn lại rất là nhiều. Anh nhớ luôn luôn hãy đặt ra câu hỏi làm nào tôi có thể làm tốt hơn. Đấy, chứ đừng làm giống những người mà họ đang làm, thì tự nhiên là bạn sẽ vẫn có kết quả như họ thôi. Ok rồi. Đấy, thì ở đây thì tôi nói này, tôi có 5 bước nhá, tôi có 5 bước anh em ghi chép ạ. 5 bước. Bước thứ nhất gọi là sổ thay thông tin công trình. Đấy, như tôi nói rồi, cái việc ghi chép cực kỳ quan trọng, và những cái cuốn sổ tay ấy, nó lại càng quan trọng hơn rất là nhiều. Rất là nhiều anh em tin tưởng vào trí nhớ của mình, nhưng ấy, tôi không biết là một ông nào đấy rất là nổi tiếng, tôi đọc một cuốn sách, ông ấy bảo là đừng bao giờ tin vào trí nhớ của bạn. Đấy, bạn có thể nhớ lúc này thôi, nhưng mà 5 năm nữa, 10 năm nữa, liệu bạn có nhớ cái sự kiện, cái sự việc hiện nay hay không? Đấy, tôi hiện nay thì tôi có tất cả là 5 cuốn sổ cơ. À, nó 5 cuốn sổ khác nhau, thì lúc nào bạn xem cái live stream của tôi thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em 5 cuốn sổ tay cuộc đời ở trong các lĩnh vực khác nhau. Đấy, thì trong cái lĩnh vực công việc này thì tôi có một quyển gọi là quyển sổ tay công việc. Đấy, và trong đó lại chia ra các quyển sổ tay nhỏ nữa, ví dụ như là trong cái phần mà về làm đi thi công, hoặc là trong nghề nghiệp của tôi thì có quyển sổ tay công việc, hay gọi là sổ tay thông tin công trình. Ở đây tôi ghi là sổ tay thông tin công trình. Sổ tay thông tin công trình là gì? Là cái quyển sổ tay mà giúp bạn ghi lại toàn bộ các cái thông tin đấy mà bạn tiếp nhận được trong cái quá trình mà đi làm việc. Giả sử bây giờ bạn làm tư vấn lĩnh vực thiết kế, hay là bạn xem được các cái video của tôi thì bạn ghi hết lại. À, ông này hôm nay có cái gì hay, có cái này hay mình chưa biết, ghi lại. À, sau đó hôm sau đi làm việc bạn thấy ông đồng nghiệp của mình có cái này hay, ghi lại. Đấy, nhớ nhá, lấy ra ghi lại luôn, chứ không phải là để về nhà em ghi cái quyển sổ đấy, cố gắng là làm mang theo mình và lúc nào ghi chép lại.
Đấy, như bây giờ tôi thì tôi có cái Note 5, nó có cái chức năng bút ấy, nó ghi chép cũng rất là hay, rất là tuyệt vời. Thì anh em cố gắng là phải có những cái công cụ để ghi chép luôn đấy. Hoặc là trong cái quá trình mà đi thi công thấy à, cái bác thợ cả này, bác cái thi công hay quá, cái biện pháp này sáng tạo quá, đỡ mất thời gian hơn, ghi chép lại. Tức là gì, bạn học hỏi được những cái gì hay ho ấy, ở trên mạng, ở trên mối xung quanh mọi người đang tiếp xúc, ở trong công việc, ở trong mối quan hệ bạn bè, có cái gì, cứ có gì hay ghi hết lại. Đây là ngoài sổ trong liên quan đến nhiều công việc nhá. Ngoài công việc thì tôi còn 4 cái sổ khác, tí nữa lúc nào anh em có thời gian thì tôi sẽ làm livestream, tôi chia sẻ cho, ghi hết lại. Rồi giả sử với thứ hai nữa là gì, quyển sổ tay này khi mà bạn làm bất kỳ một cái công trình nào thì bạn cũng ghi hết lại thông tin của cái công trình đó từ A đến Z. Giả sử bây giờ bạn chỉ được làm một bộ phận thiết kế chẳng hạn, thì bạn ghi tất cả các thông tin công trình đó liên quan đến lĩnh vực thiết kế, bạn ghi hết lại. Đấy, sau đó nếu bạn làm thi công nhỉ, thì bạn cũng ghi hết lại từ đầu đến cuối thông tin của công trình này. Đấy, quyển sổ này rất là hay, rất là tuyệt vời ở cái điểm đấy. Và bạn hãy nhớ cho tôi là 5 năm nữa, 10 năm nữa mà bạn sở hữu cái quyển sổ này, đấy, bạn mở lại và trong đấy có hàng chục cái công trình mà bạn đã làm rồi, thì bạn thì thực sự là nó cực kỳ quý giá. Tôi nói là thực sự là cực kỳ quý giá. Tại sao tôi có thể ngồi đây tôi giảng bài cho anh em, tại sao tôi có thể chia sẻ những kinh nghiệm hay cho anh em? Bây giờ những cái cuốn sổ tay này nó đi theo tôi gần 10 năm nay rồi, tôi ghi được rất là nhiều thứ hay ho trong này. Và nhiều khi mà tôi mở sổ ra tôi bảo ôi mẹ, không ngờ mà mình lại có những cái kiến thức nó tuyệt vời này, không ngờ mà ngày xưa mình lại được ghi chép được những kiến thức này. Tôi thực sự là tôi không nhớ được là ngày xưa tôi đã ghi được những cái kiến thức như này, và bây giờ tôi mở ra tôi thấy với à hay quá, áp dụng tuyệt vời quá, hay quá, tuyệt vời quá. Kể cả trong kinh doanh như vậy, tôi có một quyển sổ tay gọi là sổ tay trong lĩnh vực về kinh doanh, thì tôi đi đâu để bắt gặp một ý tưởng kinh doanh nào hay tôi ghi lại, cái cách làm sao cách kinh doanh của họ hay tôi cũng ghi lại, kể cả từ những người bán rong mà họ bán cách cái bán hàng của họ hay quá, họ bán tranh hay quá, tuyệt vời quá, tôi về đúng ghi chép lại cái câu chuyện mà cách họ bán hay như nào. Đấy, từ đó tôi rút được bao nhiêu kinh nghiệm kinh doanh hay, rất là tuyệt vời. Sau đó tôi áp dụng vào, đúng không ạ, tôi áp dụng từ ngành nghề này sang cái ngành nghề của tôi kinh doanh, rất là tuyệt vời. Như vậy tại sao bây giờ tôi có gần 100 website này? Như vậy hãy nhớ quyển sổ tay này cực kỳ quan trọng, nó cực kỳ quan trọng, tôi nhắc lại nó cực kỳ quan trọng. Hãy tạo cho mình một thói quen là có những cuốn sổ tay quan trọng của cuộc đời và luôn luôn mang theo bút để ghi chép nó lại. Sau đó là cuối tháng tổng kết, cuối năm tổng kết, mở lại xem, hoặc là khi mà bạn cần đến một cái việc gì đó hãy mở lại xem cái điều đó, thì bạn thấy nó quý giá như thế nào ở phần quyển sổ tay thông tin của chị nhá. Đó, ok rồi, bước số 2 nữa thì bây giờ tôi có một cái thách thức cho bạn, là tôi đố bạn sau khi xem được cái video này xong, đứng ngay dậy và ra ngoài kia mua cho mình một quyển sổ tay, quyển cố gắng là mua một quyển sổ nó dày một chút và nó to một chút để chúng ta có thể ghi chép nhiều, đừng mua quyển sổ bé. Tôi thách thức bạn sau cái video này bạn làm luôn. Đấy, chỉ có hành động mới tạo ra kết quả. Đấy, đa số những người ngoài kia họ chỉ nghĩ như vậy thôi. Đấy, họ chỉ để em để ngày mai đó, ngày kia em có thời gian đó. Nhưng chỉ có việc làm luôn thôi mới tạo ra kết quả được cho bạn. Đấy, cái việc nhỏ như này bạn không làm được thì bạn đừng bao giờ mong làm những cái việc lớn. Tôi tin chắc rằng là chỉ có khoảng 20% những cái con người mà đang xem những cái video này sẽ thực hiện thôi. Cuộc đời bao giờ thế, nó quay quanh quy luật đó là 80-20, chỉ có 20% những người thực sự chiến thắng thôi. Đó, 20% thôi. Đó, ok, sau khi bạn đã có cái quyển sổ tay đó rồi, với cái cây bút mà có nhiều màu đấy, bạn chuyển sang bước số 2. Bạn sẽ ghi cho tôi cái nhóm thông tin chung của công trình đó. Thay vì bạn lật dở từng bản vẽ thì bạn hãy trả lời cho tôi các cái câu hỏi. Đây là cái câu hỏi về thông tin chung của công trình. Như nào gọi là thông tin chung? Như chủ đầu tư của công trình là gì, đơn vị thiết kế là ai, tên công trình, vị trí công trình, loại công trình thuộc công loại dân dụng, công nghiệp, giao thông hay thủy lợi, mặt bằng hiện trạng công trình ra sao, công năng chính của công trình là gì, dùng để làm tòa nhà văn phòng thương mại hay là tòa nhà để ở, tổng diện tích sử dụng của công trình là bao nhiêu, chiều cao của công trình là bao nhiêu, số tầng của công trình bao nhiêu tầng điển hình, công năng chính của các tầng đó, kết cấu khung chính của công trình ví dụ như là khung bê tông cốt thép hay là khung bê tông cốt thép kết hợp vách nõi hay là khung thép, kết cấu móng chính của công trình, móng đơn, móng cọc, móng băng hay móng bè, điều kiện địa chất của công trình có bao nhiêu lớp cấu tạo đất và các cái lớp này thuộc đất cấp mấy, đúng không ạ? Nguyên lý cấp điện tổng thể của công trình, nguyên lý cấp nước tổng thể của công trình, nguyên lý phòng cháy chống cháy của công trình, nguyên lý sơ đồ thông tin liên lạc của công trình. Thì đây là những nhóm câu hỏi thông tin chung công trình, thì bạn có thể dễ dàng tìm thấy cái nhóm câu hỏi thông tin chung công trình này thông qua mấy cái tờ thôi. Thay vì chúng ta đi suốt ngày lật dở hết cả bản vẽ, chúng ta trả lời đầu tiên là nhóm thông tin chung của công trình để chúng ta hiểu về cái công trình này. Hóa ra nó như thế này, tức là chúng ta có những cái thông tin chung nhất để có sự hiểu biết về công trình trước khi chúng ta chuyển sang bước số 3. Bước số 3, sau khi chúng ta thu thập xong các cái thông tin chung của công trình này rồi, chúng ta sẽ đi vào các cái thông tin đặc điểm của công trình. Tức là cái thông tin này gọi là thông tin chi tiết, đấy chưa? Thông tin chi tiết của cái công trình này. Thì bây giờ thay vì chúng ta đi lật dở nhiều lần mất thời gian như vậy, thì chúng ta đi trả lời cho tôi các cái câu hỏi như thế này. Thì tôi sẽ lời khuyên tôi là anh em nên soạn sẵn các nhóm, các cái câu hỏi
nhóm các câu hỏi nhá, cho các công trình, ví dụ như nhóm câu hỏi cho công trình dân dụng, nhóm câu hỏi cho công trình công nghiệp, nhóm câu hỏi cho công trình thủy lợi, nhóm câu hỏi cho công trình giao thông, đúng không ạ? Như phần trên thì tôi có nhóm câu hỏi cho phần gì ạ? Phần thông tin chung của công trình, bên dưới này tôi có nhóm câu hỏi cho phần đặc điểm của công trình. Đấy, giả sử như này. Đấy, giả sử tôi có một template nhóm câu hỏi cho công trình nhà dân dụng như này. Và nhóm câu hỏi về phần ngầm, chúng ta phải chia ra các nhóm câu hỏi lớn á, nhóm câu hỏi về phần ngầm. Đấy, nhóm câu hỏi về phần gì ạ? Phần thân. Sau đó nhóm câu hỏi về phần hoàn thiện, đấy, phần thô này, sau đó là câu hỏi về hoàn thiện. Đấy, sau đó là nhóm câu hỏi về phần gì ạ? Phần điện, phần chiếu sáng, nhóm câu hỏi về phần cấp thoát nước, nhóm câu hỏi về phòng cháy chữa cháy, nhóm câu hỏi về thông tin thế nào, hoặc là về phần chống mối nếu có phần gì thì mọi người bổ sung vào đây. Nhóm câu hỏi này tại sao mà chúng ta lại có được bộ nhóm câu hỏi này? Thì những cái người mà họ làm lâu năm rồi, họ làm nhiều rồi, họ bóc dự toán, họ bóc tách nhiều rồi thì họ sẽ soạn ra được cái nhóm câu hỏi này. Để vì sao? Để gì? Để thứ nhất là chuyển giao lại cái việc bóc tách này, đấy, việc đọc thông tin này cho một cái người khác. Đấy, một cái người khác vào là không mất thời gian nữa, họ cứ đi tìm theo những cái câu hỏi này, họ tìm bản vẽ và họ trả lời. Nhớ nhé, phải liệt kê các câu hỏi ra, sau đó trả lời ở bên dưới. Để vì sao ấy, thay vì chúng ta đi xem lại ấy, ví dụ chúng ta quên một cái thông tin nào, thay vì chúng ta đi mở lại cái bản vẽ thì chúng ta xem luôn cái quyển sổ tay này. Kích thước cọc à, nó có bằng này loại cọc à, mỗi cọc nó có tiết diện như này, có chiều dài như thế này, đấy, có cốt thép bằng cọc như thế này, đúng không? Thì chúng ta không phải mở bản vẽ nữa mà nó có thông tin sẵn ở trong cái quyển sổ tay đấy rồi. Đấy, rất là hay, đúng không? Thì đây là một ví dụ. Trong phần ngầm này chia ra các cái nhóm câu hỏi tiếp theo là về cọc, đấy, về địa chất công trình, về móng, về dầm móng. Thì lời khuyên tôi đó là gì, anh em nên cố gắng là mỗi một dạng công trình thì chúng ta có những nhóm câu hỏi này, và dựa vào những cái người mà đi trước ấy, họ bên soạn cho anh em. Đấy, nếu mà có template này rồi thì khi mà làm một công trình khác thì anh em chỉ cần bổ sung thôi, hoặc là cái gì không có thì anh em bỏ đi. Ví dụ như công trình này không có phần ngọc mà nó phần gì ạ, phần không có phần cọc mà phần móng băng chẳng hạn, thì anh em thay thế nhóm câu hỏi về cọc bằng nhóm câu hỏi về móng ở bên dưới. Đấy, được chưa? Ok, nó rất là tiện lợi thôi. Đấy, và anh em đỡ mất cái thời gian mà đi ngồi tra cứu. Chúng ta không có cái sườn, đấy, quan trọng nhất là phải có cái sườn để chúng ta tra cứu thông tin theo. Rất là nhiều anh em cứ đọc các cái thông tin bừa phứa ra, đọc nhiều quá, lật dở nhiều quá, có nhớ được đâu. Chúng ta có một cái sườn này thì chúng ta cứ thế mà chúng ta làm theo, nó rất là dễ, đúng không? Đấy, thì lời khuyên tôi là gì, nếu các bạn không sở hữu cái cuốn sách này, hay không có cái bộ template câu hỏi này, thì anh em hãy cố gắng là đi hỏi những cái người ở trước, hoặc là trong quá trình đi làm cố gắng là ghi chép lại làm sao nó theo trình tự. Và nhớ nhóm câu hỏi này nó theo một cái trình tự bóc tách nhé. Đấy, trình tự bóc tách để làm dự toán, hay gọi là trình tự thi công. Đấy, trình tự thi công thì nó đúng hơn. Chúng ta soạn các cái nhóm câu hỏi này theo cái trình tự thi công. Ví dụ như thi công thì bao giờ thi công từ phần ngầm trước, đúng không ạ? Phần ngầm thì có thi bao giờ thi công phần cọc trước. Đấy, sau đó là đến phần móng. Đấy, sau đó là đến phần gì ạ? Phần dầm móng. Sau đó là đến gì ạ? Cốt thép cổ cột. Đấy, dần dần cứ đi lên làm sao theo đúng trình tự thi công. Và cố gắng là nếu mà anh em không hỏi được những người khác ấy, thì chúng ta đi hỏi những cái kinh nghiệm của những người đi thi công đi trước rồi, làm sao mà chúng ta mở rộng mối quan hệ ra. Đấy, với những anh em mà đi làm trong lĩnh vực chúng ta, với cả những anh em mà trong cái chuyên môn đó là họ về chỉ huy trưởng công trình, thì họ sẽ cung cấp cho các bạn, họ sẽ biết các bạn là đang thiếu cái phần gì. Đấy, đa số anh em là kể thiếu cái đầu công việc. Ở đây thì tôi trình bày nhóm câu hỏi này theo trình tự thi công và đầu công việc rất là chi tiết. Đấy, ví dụ vì sao mà có công trình nào mới, nó có thêm cái gì đó thì anh em chỉ cần bổ sung mà thôi, nó rất là dễ. Đấy, vì vậy lời khuyên tôi là phải chuẩn bị template nhóm các câu hỏi để chúng ta trả lời cho cái phần thông tin đặc điểm công trình này. Thay vì lật dở bản vẽ thì hãy đi trả lời các cái câu hỏi này là chúng ta có đầy đủ thông tin, và vì sao không bị mất cái thời gian đi lật dở lại nữa nếu mà có quên. Đấy, mà chúng ta có quyển sổ tay này rồi, chúng ta mở ra xem. Đấy, sau khi mà chúng ta đã soạn ra được cái template các cái nhóm câu hỏi này rồi thì bạn chuyển sang cái phần tiếp theo cho tôi. Đấy, bạn chuyển sang cái phần tiếp theo, bước số 3 này. Đây bước số 3 rồi, bước số 4 là chúng ta làm nó thành cái sơ đồ tư duy. Tư duy này thì tốt nhất là bạn hãy download cái phần mềm iMindMap 9. Tôi nhắc lại nhá, iMindMap IMINDMAP 9, iMindMap 9 là phần gọi là cái phần mềm nó giúp cho bạn là tạo ra một cái sơ đồ tư duy. Sau khi bạn đã ghi vào sổ rồi thì bạn hãy hệ thống hóa tất cả các nhóm thông tin câu hỏi bên trên này. Đấy, cái câu trả lời ấy, của các cái nhóm câu hỏi bên trên ấy, thành dưới dạng sơ đồ tư duy. Sơ đồ tư duy là gì thì hôm trước tôi đã nói rồi. Nó gồm, đây tôi mở, tôi xuất Google cho anh em xem. Ví dụ đây là một cái sơ đồ tư duy này, thì trong đây nó có các cái đường nét này, có màu sắc này. Đấy, có hình ảnh này, có chữ viết này. Đấy, nhưng người ta thống kê rằng là khi mà nó có hình ảnh màu sắc, nó giống như là chúng ta đi vẽ một cái bức tranh ấy, thì cái việc ghi nhớ được thông tin của chúng ta nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy, vì vậy thay vì bạn đã, khi mà bạn đã trả lời các cái nhóm câu hỏi bên trên nó rất là nhiều chữ ở bên trên rồi, thì chúng ta tổng hợp lại thành cái sơ đồ tư duy như ở đây. Đấy, ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ chia ra phần ngầm này, đấy, phần thô này, phần hoàn thiện này,
ở phòng cháy chữa cháy này, trong vần thô này chia ra phần cọc này, cọc này chúng ta chia ra các cái nhánh này, sau đó cố gắng là chèn các hình ảnh ở đây. Nếu mà bạn có vẽ giỏi thì bạn nên vẽ cái sơ đồ tư duy này bằng tay, bằng bút chì và các cái màu sắc. Đấy, nên tại sao tôi khuyến khích anh em là có nhiều màu sắc là như vậy. Đấy, khi mà chúng ta ghi nhớ dưới dạng sơ đồ tư duy này, chúng ta nhớ rất là nhiều. Mọi người có thể tham khảo trên Google cách sử dụng sơ đồ tư duy hoặc là lợi ích của sơ đồ tư duy là gì, thì mọi người nhớ thấy nó rất là tuyệt vời. Tôi đã sử dụng sơ đồ tư duy từ hồi cấp 2 cơ. Thì hồi cấp 2 tôi đã sử dụng sơ đồ tư duy rồi. Và tôi thấy là cái việc học của tôi nó rất là hiệu quả. Lên đại học tôi vẫn giữ thói quen đấy, và đi làm bây giờ tôi vẫn giữ thói quen đấy. Và bây giờ con cái của tôi vẫn cũng dạy cho họ, cho con của tôi một cái thói quen là tổng hợp lại thành cái sơ đồ tư duy này để bé nó nhớ rất là nhanh. Đấy, vì vậy anh em bắt buộc phải sử dụng sơ đồ tư duy. Và bây giờ dùng phần mềm đi. Sau khi tại sao lại dùng phần mềm thì chúng ta chỉ chuyển sang bước tiếp theo để nói lợi ích của dùng phần mềm. Sau khi mà mọi người vẽ cái sơ đồ tư duy ở các cái đống thông tin bằng toàn là chữ ở bên trên, chuyển xuống sơ đồ tư duy ở bước 4 rồi, thì chúng ta sẽ đưa cái sơ đồ tư duy đấy lên để lưu trữ đám mây. Hiện nay có rất là nhiều phương tiện lưu trữ đám mây, nhưng mà tôi khuyến khích anh em sử dụng cái công cụ đó là Google Drive. Mọi người có thể vào website driver.google.com, nó liên kết với email của mọi người ấy. Sau đó mọi người share cái sơ đồ tư duy này cho những cái người mà làm việc liên quan đến công việc dự toán này. Vì trong phòng dự toán này có rất là nhiều anh em cùng làm một cái công trình, đúng không? Chứ không phải là mỗi mình bạn ôm làm cả một cái công trình dự toán ấy được. Có cả người trưởng phòng, có những cái người bóc tách, có những người mà đi tra văn bản pháp lý, có rất là nhiều người liên quan. Công trình lớn thì gọi càng nhiều người hơn. Đấy, vì vậy bạn đừng ích kỷ nếu mà bạn rơi vào cái khâu mà đi đọc, nghiên cứu đọc thông tin ấy. Ví dụ ở phòng tôi thì tôi chia cho một ông là ông phải nghiên cứu đọc thông tin công trình. Đấy, sau đó là ông ấy tổng hợp ra sơ đồ tư duy này, ông ấy chia sẻ lên Google Drive. Thì những cái người khác ấy thì họ không phải đi gì ạ? Họ không phải đi lần mò nữa, họ không phải đi đọc bản vẽ mất thời gian nữa. Bây giờ mọi người tính 10 người trong một căn phòng và 10 ông, mỗi ông lại một cái bản vẽ, hoặc là chia nhau một cái bản vẽ. Ông này thì lúc này ông đọc bản vẽ này, lúc này ông đọc bản vẽ kia, hoặc là ông này đọc phần kết cấu, ông này đọc phần điện, ông này đọc phần nước. Đấy, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là gì? 10 ông, mỗi ông lại mất đi khoảng 2 tiếng ấy. Mỗi ông 2 tiếng đọc bản vẽ, 10 ông nhân với 2 tiếng là 20 tiếng làm việc rồi, đúng không? Thay vì bây giờ chỉ cần một ông thôi, sau đó là ông ấy làm sơ đồ tư duy, ông ấy chia sẻ lên Google Drive, sau đó ai cũng có thể nhìn được thông tin. Đấy, hoặc là như này, ông thì ông làm kiến trúc, ông thì làm ông kết cấu, ông làm điện nước, sau đó là mỗi ông lại bóc một kiểu thì tự nhiên nó đá nhau, có những cái thông tin nó đá nhau ấy. Đấy, thay vì vậy thì một người làm họ tổng hợp lên đây thì cái ông mà làm điện nước ấy, thì ông cũng nhìn thấy cả phần kiến trúc, ông cũng nhìn thấy phần cả kết cấu, và nó sai cái gì thì ông bảo luôn để điều chỉnh, đúng không? Đấy, thì đấy là cái lợi ích của cái việc mà chúng ta share lên Google Drive. Thì đó chính là 5 bước mà tôi hướng dẫn anh em trong cái phần đọc bản vẽ nhanh chóng và chính xác này. Nên nếu mà nó hay, anh em giúp tôi chia sẻ cái website học dự toán.net nếu mà những cái bài học của tôi nó có ích cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở phần tiếp theo.